Xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Sáng sớm nay ra vườn thu hoạch dừa. Bây giờ mình đi lấy xìu về đẩy vô. Thu hoạch dừa khô. Nàng nhâm chưa? Hư chưa? Này có một cây dừa bé sơ sơ hơn 20 trái. Ngậm công cải rồi không biết sao mà quấu lên được à. Rồi gớt. Quấu lên thì gớt. Đây nè. Đó. Cái mỏ ngậm rồi rồi quấu nữa thì phải gớt công cải thôi. Thả ra quấu cạp á. Quẹt hết ăn cải. Hết ăn gheo. Mua hay vậy ta, đi về lấy đồ vô. Cắt rồi tôi ơi. Dinh chưa hết mấy cái dừa mưa ướt chưa? Ba dừa chưa, còn dưới. Còn dưới á. Nhiều lắm hả? Rồi rồi anh có em cái dừa khô còn vô không? Em hết rồi. Ừ, đang lột nè. Ướt rồi, ướt gà đi rồi lột. Em hết rồi, bỏ mày hàng gạo á. Có thêm cái nào vô đây không? Ừ. Tới đây là lấy dễ mà. Lấy trái đang ướt gà xong anh lột nè. Hôm nay là mình đi lụm dừa vô để nấu cà ri gà ăn với cơm. Hôm nay không ăn bánh mì mà ăn cơm. Món này của người Chăm á, món này mình ăn ở Trà Vinh mấy lần rồi nhưng mà mình cũng biết nấu chính gốc làm sao, chứ ở nhà chỉ mua cái bịch bột cà ri về ớt vô thôi à. Cà ri của người Chăm. Mình ăn thì mình thấy người ta làm cay. Mình có kêu loại không cay mình ăn thì cũng biết sao nữa, không biết là có bỏ nước cốt dừa như mình không biết. Đó có hai bọc nữa hả? Một bọc là làm lá cà ri với bột nghệ, bọc này mới là cà ri. Ngũ vị hương không? Thơm quá ha. Em chưa ăn, anh ăn có mùi ngũ vị hương không? Có biết gì đâu. Được rồi. Thì ăn thì giống như cà ri vậy đó. Có mùi cà ri thôi. Bột này là bột bột không à. Còn cái bột hồi nãy mua rồi á, không có hiệu thì nó có cái lá cà ri trong. Đường muối à. Muối bỏ sớm quá à. Da này mềm. Bỏ thêm miếng muối chút xíu đường. Chị Tư đang bầm tỏi củ hành.
làm mới vô luôn. Cháy luôn. À, cháy cái này nhà có người già trẻ em cho nên mình sử dụng cái có người lớn ăn cay cũng không được nữa cho nên là bỏ ớt không cay vô. Tỏi với hành thì một phần ớt vô gà còn một phần thì để hồi xào. Này là tô nước dừa khô bỏ vô đây để mình vắt nước cốt này, vắt chắc lấy nước nhất một à. Trời mưa mới về tận. Thì mưa này nhúng lửa nó cũng khó nè. Xào cho gà nó săn rồi mình đổ nước giảo vô, nước cốt giảo. Cái này chị Tư dắt tô nước cốt nhất rồi thêm nước giảo, nước giảo để mình nấu gà cho nó chín rồi mình bỏ nước nhất vô nha. Cái này mình nấu theo kiểu miền Tây thôi, theo kiểu gia đình mình thôi chứ. Nó cũng có gì rồi. Nó phá vậy thôi. Rồi cái này mình chờ cho nước nó sôi rồi mình đổ thêm tí nước nữa nấu cho nó mềm. Nấu này cũng hơi lâu à, cũng cả tiếng vậy. Tiếng trở lên gà vườn nó hơi cứng.
trong lúc chờ đợi món cà ri chín thì ăn miếng cơm với đồ chay nè, miếng rơm kho chay canh canh nấu với miếng tép với tàu hủ kê xào sớt. Từ mới bắt lên một nồi khoai lang nữa, khoai này mình không có nấu chung với cà ri, mà tại cà ri mình nấu mình ăn với cơm cho nên không có nấu với khoai, khoai mình nấu ngoài ăn chơi thôi. Đây là cái chén bột này, mình cho 2 muỗng canh bột năng. Xong bây giờ mình cái chén này nó vàng vàng là do mình mới múc nước cà ri, mình thử miếng thịt coi nó mềm không. Mình cho miếng nước mình quậy quậy cho nó tan, rồi mình bỏ vô từ từ cho nước nó sệt sệt một chút. Tại vì nước này nấu hơi nhiều nước, nó hơi lỏng cho nó sệt sệt đi. Nó là bột năng mềm chưa, giờ là nước cốt, thấy nó còn cứng mà nó mềm mềm, mà em bóp ra thật mềm, vừa ăn là mềm quá, ăn không ngon, mềm quá ăn mau tiêu. Cái màu của mình nó không sặc sỡ ha, không sặc sỡ, thêm bột nghệ nữa, thêm nãy anh mới thêm chút bột nghệ không mà gì được rồi. Ao còn biết thiếu gì không? Bỏ chút xíu màu dầu điều, dầu điều tại ghi phải có dầu điều nữa. Cái ở miền Tây mình thường ăn với bánh mì mà. Đậm đà chưa? Trời, người ta nấu cơm cà ri mà chỉ kêu muốn mì tươi. Rồi. Hồi sáng em mua khoai lang á, em tính bỏ vô đây nữa nè, rồi cái mới nhớ chật luôn, ủa ăn cơm mà bỏ khoai lang chi, không khoai lang luộc luôn. Rồi xong. Quá đậm đà ngon luôn. Cày chắc 400g á. Cốc xưa. Đâu phải cốc cày rồi, cốc xưa hả? Ừ. Thấy không? Ừ. Cốc cày là cốc vợ chị, cốc xưa chớ xíu à. Tư gạt rồi. Nào giờ mới thấy cái cốc không rồi. Không bình tâm chậm cốc này không nè. Chậm này bán 2 trái vô 1 ký vậy. Nhưng mà cốc bây giờ chặt chân rồi, không trồng cái nhu cầu ta ăn, ta không thích ăn này. Cốc á nó giòn lắm mà trái bự vậy, chừng 3-4 trái chắc gãy nha. Nấu nó ướt nó không có dễ. Thử rồi. Không, ăn đi. Ngọt ngay còn cơ thôi. Ngon. Cốc mà nó trắng lại nó như sòi em. Nó còn xanh nó cũng chua hả? Nó láo chích liền. Ăn nó đi. Cái câu này xưa trời. Nó láo chích liền. Đâu ngọt gì đâu trời, chua chua lạc lạc. Ngọt ngay, chấm muối à, nó giòn. Vậy chứ ăn gì hết chứ ăn gì còn đâu.
Bưởi da xanh ruột hồng. Thôi, mất cho cái này có hỏi. Của mấy cô có chồng hay bán? Em mang hết chất cốc luôn hồng Tân. Ăn đi. Đi ăn thử thôi. Ngon. Còn cái đó. Thôi đổ. Thôi cắt đi để mời ăn. Có vẹt cũng ăn trái ổi nè. Bây giờ là gần 5 giờ chiều. Cuối cùng là cái món này nó chín rồi nhưng mà ăn cơm sương sương hết rồi cho nên là không có ai ăn nữa cho nên để chiều ăn luôn. Rất là thơm, rất là béo. Ghê ghê. Ghê ghê. Một chén cơm. Này mình ăn với lại muối ớt nha. Muối ớt mình chấm với gà này nè. Này mình ăn với muối ớt hoặc là nước mắm trong nha. Chắc là nước mắm trong để mình chan vô cơm á. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức cơm cà ri nha. Trời, cơm có ngoại ngộ nè. Cà ri chai. Cà ri chai thôi. Cà ri chai. Cà ri chai cũng phải không? Chan cái cà ri vô đi. Không có ngán. Rồi tới luôn hả tôi. Rồi tới luôn. Làm chén nước vô nổi. Lúc nhát này nha. Miệng rồi. Cái miệng mỗi là nó mang em chắc da chứ kìa. Đây đó. Nó phụ quá. Cái béo ngon á. Đổ ăn rồi. Ủa còn tiện như đấy vậy. Em. Chan nước giấm nguyên mới được. Chan nước vậy ăn ngon. Ăn đi tăng 2 kg á. Thấy ghê không? Gì nữa? Tăng 2 kg luôn. Dưa. Nè. Cho con miếng chuối. Này làm bánh mì gì nữa? Có không? Dạ, đâu có. Sáng mai. Sáng mai. Rồi. Rồi. Nào ăn gấp ăn ơi. Gấp con. Đáp đá đâu rồi? Cái này rồi à. Cái này có cảm nhận gì vậy? Hả? Ngon. Béo. Hết dĩa rồi nè. Giống xôi. Ăn cơm này giống xôi. Và béo giống xôi. Ăn gì béo ngon. Ăn sao? Lẹ xuống à. Không khác. Quá ngon. Ngon quá thêm dĩa nữa. Thôi. Đó. Vậy là chưa ngon. Biết gì. Ăn một dĩa vậy là đủ ngon rồi. Ăn thêm dĩa nữa nhé. Ăn chưa vậy hả? Chuyện chan ướt luôn rồi. Đó, chị cũng vậy nè. Chan ướt mới giờ không giống xôi. Giống cơm ha. Ừ, còn mồ hôi nữa nè. Chứa hết rồi sao. Nó ăn gì có chút xíu rồi ta. Nó mà thịt. Nó ăn được cay rồi. Đậu cay rồi không? Đúng rồi. Bây giờ thu một phần cho con mắt bà. Có dáng mình với mình chậm mình. Nếu vậy mình đã dựng chan nước cà ri vô. Thôi. Ngán à. Thôi. Ngán mỏi luôn kìa. Nước chan cơm khác. Ngồi. Chan vô ngán hả? Mà tôi ăn hết rồi đó. Chan ngán đi. Này không biết gì. Nè, cũng mỏi chan hết nè.
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha.